hôm nay chia sẻ bài học xây dựng thương hiệu cá nhân từ Gia Cát Lượng ha. Gia Cát Lượng được biết tới là mưu sĩ cốt cán của tập đoàn chính trị dưới tay Lưu Bị và cũng là vị thừa tướng dưới một người trên vạn người của nhà Thục Hán sau này. Trước khi đi theo phụng sự cho vị quân chủ họ Lưu thì Gia Cát Khổng Minh từng có thời gian ở ẩn tại Long Trung. Trong giai đoạn đó ông đã kết giao với nhiều danh sĩ nổi tiếng đương thời. Đây cũng là một trong những lý do khiến tên tuổi của Khổng Minh dần trở nên nổi danh trong thiên hạ. Và thực chất mối cơ duyên của ông với nhà Thục Hán cũng bắt nguồn từ những lời giới thiệu, tiếng cử của các danh sĩ thời bấy giờ. Mặc dù được xem là một trong số ít những nhân tài có thể an thiên hạ, nhưng Gia Cát Lượng không nương nhờ những thế lực vững chắc như Tào Ngụy hay Đông Ngô mà lại chọn Lưu Bị, một vị quân chủ từng chịu cảnh lép vế cả về tiếng tăm lẫn thực lực. Thế nhưng thực tế lịch sử cũng đã chứng minh việc Khổng Minh lựa chọn phò tá Lưu Bị là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời ông. Bởi lẽ khi đi theo vị quân chủ ấy, Gia Cát Lượng vừa có nhiều đất diễn để thi triển tài năng, lại vừa có được một đội ngũ cùng chung chí hướng. Sự cống hiến của Khổng Minh đã đem tới cho Lưu Bị và Thục Hán những thành tựu trên cả mong đợi, còn bản thân vị mưu sĩ ấy cũng để lại tiếng thơm muôn đời. Và bài học rút ra là việc Gia Cát Lượng lựa chọn ở ẩn để quan sát thời thế nhưng lại không ngừng kết giao với nhiều danh sĩ nổi tiếng chính là một bài học thâm thúy về nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân. Người khôn ngoan thực sự sẽ không đem tài năng của mình đi rêu ra một cách bừa bãi, thay vào đó họ sẽ không khéo phô diễn năng lực cho những người có thể giúp mình quảng bá tên tuổi, từ đó gây dựng thanh thế của bản thân một cách tinh tế và khôn ngoan. Câu chuyện Gia Cát Lượng lựa chọn Minh Chủ để phò tá cũng gợi tới cho giới trẻ ngày nay một kinh nghiệm khởi nghiệp vô cùng quý giá, đó là có đôi khi việc lựa chọn gia nhập một công ty startup mới khởi nghiệp sẽ đem tới cho ta nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến hơn là tìm